ngày 21 tháng 11, Công an thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đã bắt giữ khẩn cấp hai tài xế dùng ô tô tông nhau trên giao lộ Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Linh, thành phố Bà Rịa. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh ô tô mang biển kiểm soát 72A liên tiếp lùi ra tông vào đầu của ô tô mang biển kiểm soát 60A. Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 20 tháng 11 tại giao lộ Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Linh thuộc phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa. Điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 72A là anh K, ngụ thành phố Bà Rịa, còn điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 60A là chị T, ngụ Đồng Nai. Vụ việc được cho là xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân. Chị T đã tông vào đuôi xe của anh K trước đó